Top 6 điều mẹ bầu cần tránh khi mang thai. 1. Dùng nước hoa. Nghiên cứu cho thấy mẹ bầu dùng nước hoa không đảm bảo an toàn, có thể gây hại lâu dài cho sự phát triển não bộ của thai nhi. Nguyên nhân do hợp chất phthalate trong nước hoa khi xâm nhập vào mạch máu sẽ có khả năng gây rối loạn hormone trong cơ thể của trẻ. 2. Hút thuốc lá. Mẹ bầu hút thuốc trong thời gian thai kỳ có nhiều khả năng bị sẩy thai hơn những người không hút thuốc. Em bé của họ có nguy cơ chậm tăng cân, sinh non và dị tật bẩm sinh. Nếu mẹ bầu tiếp xúc với khói thuốc lá trong thai kỳ, bao gồm cả việc hít phải khói thuốc lá của người khác, hút thuốc thụ động, nó có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của buồng trứng bé gái. 3. Ngồi hoặc đứng quá lâu. Theo các chuyên gia, thói quen tưởng chừng như vô hại này có thể khiến các mẹ dễ nhức mỏi toàn thân, đau lưng, chân sưng phù, tăng cân. Đồng thời, việc ngồi nhiều còn khiến mẹ bầu bị táo bón, cơ thể trở nên nặng nề hơn, gây khó sinh trong tương lai và ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe tổng thể. 4. Uống cà phê. Caffeine là một chất kích thích và lợi tiểu. Khi uống một vài tách cà phê sẽ khiến cơ thể tăng huyết áp, nhịp tim và gia tăng số lần đi vệ sinh. Thêm vào đó, quá trình trao đổi chất của thai nhi vẫn đang phát triển trong bụng mẹ. Do đó, khi lượng caffeine đi qua nhau thai sẽ làm tăng nguy cơ sẩy thai hoặc nguy cơ sinh bé nhẹ cân. Theo Đại học Sản phụ Khoa Mỹ, tổng lượng caffeine mẹ bầu có thể dùng nên dưới 200mg mỗi ngày. 5. Tắm nước nóng, tắm bồn. Tắm nước nóng thường được biết đến như một cách hiệu quả để giảm bớt sự khó chịu khi mang thai. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo mẹ bầu nên tránh ngâm mình trong bồn nước nóng và phòng xông hơi khô. Theo Hiệp hội Mang thai Mỹ, bồn tắm nước nóng có thể gây tăng thân nhiệt hoặc nhiệt độ cơ thể cao bất thường, từ đó hình thành nên những bất thường bẩm sinh ở trẻ trong tương lai. 6. Món ăn chứa thủy ngân cao. Thủy ngân là hoạt chất gây hại cho thị giác và thính giác của em bé. Do đó, mẹ bầu nên hạn chế tiếp xúc với cá có chứa hàm lượng thủy ngân cao trong thai kỳ như cá ngừ, cá thu vua, cá kiếm. Đặc biệt là mẹ tuyệt đối không ăn cá sống.